Giờ chúng ta sẽ mở rào. Mở rào, coi có hói không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là món quà của anh. Dạ. 99 bông hồng. Trời ơi, tượng trưng cho cái sự phấn khởi. 99 bông hồng. Tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Con cảm ơn cô ạ. Mở thử cái món quà đó, đưa chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Anh xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái ví. Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon lắm. Là cái người mà vun vén tất cả và trong sống. Còn đây thân nịt này thì tự như là nó suy tợt dây thắt. Nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em. Em nhưng mà cái dây nịt đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn, tặng như bạn. Của nữ. Có một cái gì mà muốn giữ em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi, cô ơi, cô thâm thúy quá à. Dây nịt này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Hay là mình cứ bên trong hết yêu nhau đi anh. Hay trai khi mà muốn gì. Em rung. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình em cũng đem tặng anh một cây xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của tụi mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều và đi hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn, em thích nhạc bero nên hát vũ đạo nào đấy đó, okay. Tao mới hát rồi đó, mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Đã hết. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh như thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời bạn gái. Rồi bây giờ là bạn gái có mặt trên sân khấu rồi, mời em trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Chào em. Cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay cũng như toàn bộ khán giả qua màn ảnh nhỏ, em xin tự giới thiệu. Em là Lê Văn Hóa, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em 34 tuổi. Hóa làm công việc gì Hóa? Em học trong ngành quản lý môi trường, đã làm trắc địa nhiều năm ở nhiều nơi. Bây giờ thì em đang kinh doanh, cái ngành của tầm tập em là kinh doanh bất động sản. Em có nhà, kinh doanh quán cà phê và một số lĩnh vực khác. À. Trời ơi, nghe người đàn ông này giới thiệu, Duyên cảm nhận đây là một cái người mà rất là lịch thiệp trong cái ăn mặc cũng như là trong cái cách nói chuyện. Và người chắc là không có xả rác á, tại làm môi trường lâu rồi đó. Còn mình thì sao? Dạ. Bạn gái mình giới thiệu cái nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn và anh bên kia và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thúy Vi, em 26 tuổi, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nhân viên xuất nhập khẩu và quản lý đơn hàng cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. À, vậy đó hả? Hai bạn này cùng ở Đồng Nai á, Linh thuận lợi ghê luôn á. Vậy là tốt rồi. Ừ. Em gái, dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em thế nào? Dạ, em xin chia sẻ một tí xíu về ưu điểm của mình. Ưu điểm của em là em hoạt bát. Em rất dễ tiếp xúc với mọi người, em rất là độc lập trong cuộc sống. Khuyết điểm của em là em khá là nóng tính và cũng hơi khó tính một chút xíu về cái nguyên tắc làm việc và cuộc sống của mình. Em nóng tính cỡ nào? Ví dụ những lúc mà em bực nhất thì em sẽ làm gì? Bực nhất thì em cũng cáu lên một chút xíu, càm ràm xong rồi bỏ đi. Em có, rất là có nói ngại. Lớn không? Có đập bàn, có nói lớn không? Chưa, em chưa đập bàn nói lớn nhưng mà em rất là ngại giải thích về cái việc tại sao để làm em bực mình cáu gắt như vậy. Em rất là khó chịu trong việc đó. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Em tự lập từ rất sớm, sống người thật thà, chân tình. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả, tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Còn những khuyết điểm của mình? Khuyết điểm em thì em nói nhanh, làm việc cũng nhanh và em quyết đoán đúng rất nhanh. Cái gì cũng nhanh hả em? À đúng rồi. Có cái nào chậm không? Phải có em. Đôi khi có những thứ cần phải chậm, chậm mới chắc được. Đúng rồi. Những cái thứ nào đôi khi nó nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Nhưng có những thứ cần phải nhanh. Nói chung là mình phải
thay đổi cái không khí nhanh nhanh chậm chậm vậy nha. À, đúng rồi. Rồi, nhưng mà anh thấy em là người cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Rồi trong tình yêu, không biết thế nào, em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. À, mấy năm? Nó diễn ra 9 năm. Ui rồi. Đó, vậy là chậm, nó đâu có nhanh đâu Linh. Nó là cái bi kịch rất lớn. Giờ bây giờ tất cả nó dừng lại rồi. Trái tim mình đã nó cô độc và nguội lạnh rồi. Nó một thời gian rất là dài rồi. 9 năm một mối tình rất dài. Dạ đúng. Còn một cái nguyên nhân nào làm cho mối tình đó nó tan vỡ vậy em? Để mình rút ra kinh nghiệm, để mình biết, để mình có thể bổ sung trên cái công việc thì em quá ham công việc. À, quá ham công việc. Em chưa có chú đáo trong cái tình cảm. Em chưa có làm hết được những điều mà bây giờ em nghĩ ra thì nó quá muộn rồi. Đó. Ok. Phụ nữ mà yêu một người mà người ta cứ suốt ngày công việc, người ta không có chăm sóc, người ta tập trung công việc hết thì đúng là đó cũng là một cái lỗi của người đàn ông, đúng không? À, đúng rồi. May mà em nhận ra điều đó. À. Để mối tình sắp tới đây em sẽ khắc phục nó, chăm sóc hơn, chu đáo hơn, dành thời gian cho người yêu hơn. Đúng rồi. Rồi, rõ rồi. Mời bạn gái. Còn mình thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Mối tình gần đây nhất là kéo dài 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi. Cái việc mà tụi em chia tay là khác xa nhau về suy nghĩ về tương lai. Tụi em cũng đã định hướng là sẽ quen nhau đến thời điểm nào là có thể kết hôn. Nhưng mà bạn đó vẫn không sắp xếp được việc đó mà cứ lận lựa hoài nên là em quyết định dừng lại. Nãy giờ tôi thấy hai mối tình này đều đổ vỡ do thiếu sự chăm sóc và quan tâm thôi. À, và hôm nay chúng ta có gặp nhau, nếu bấm nút với nhau, chúng ta phải bổ sung điều đó nhiều hơn nữa, chăm sóc và quan tâm với nhau. Chào em. Em chào chị ạ. Có căng thẳng không vậy? Dạ, cũng hơi căng thẳng một xíu nhưng mà tự tin vẫn nhiều hơn. Bây giờ cái người bạn gái mới của em á, thì em nghĩ là cái mẫu hình của bạn sẽ phải như thế nào nó mới phù hợp? Em cần một cái người, nếu mà ngoại hình em chỉ cần thể hiện sự phúc hậu, em cần sự trung thủy. Còn tình yêu thì em sẽ vun đắp. Em cần sự trung thủy là quan trọng nhất. Em đã nói cho bà mối Hồng Vân biết rằng là dạ, em không thích điều gì ở phụ nữ. Em không thích người phụ nữ phản bội. Không ai thích hết. Thậm chí phụ nữ cũng thế, không thích người đàn ông phản bội. Dạ em chào. Chào em gái xinh dạ, đẹp. Em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, nhờ chị Hồng Vân xem giùm em bên đó. Anh có bị hói? À, anh không hói. Dạ. Em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hô không chị? Hơi. À, anh không hô, em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hút thuốc không chị? Anh ơi, có hút thuốc không anh? Dạ, em không hút thuốc, không uống rượu. Không rượu, không thuốc. Em dạ. Yên tâm rồi nhé. Dạ. Anh có biết làm việc nhà của em có em, không? Em thì đa năng. Em trải qua nhiều công việc, nên những cái việc mà gia đình thì em đều làm được hết. Được hết. Dạ, vậy là được. Được. Thôi, ok rồi. Ok rồi. Được rồi. Này đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào mẹ. À, chào cô. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân. Đó, dạ. Chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai. Tôi là mẹ của Vi. Vi thì cá tính là Vi đã nói ra rồi. Mẹ thấy bên chàng trai anh trai này cũng được, thì còn lại quyết định thì nơi con cho cơ hội cho anh trai. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Thì hôm nay là con đi với hai cô, là em ruột của ba con. À rồi. Và ba người em trai. Hay quá. Hai con... người anh trai với ba người bạn. Mời dạ, đại diện trai. Trời ơi, lực lượng của bên đàn trai hùng hậu quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn đang coi trên truyền hình. À, chào mọi người gái. Dạ em là cô ruột của cháu Hóa. Thì Hóa ơi, cô thấy bạn gái này rất là xinh xắn, phúc hậu, hợp với con á. Đúng như ước nguyện của con rồi. Và cô thấy rất là hợp làm dâu nhà mình. Dạ. À. Em xin hết ạ. Cô hay quá cô ơi. Cảm ơn. Cô dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào coi có hói không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là món quà của anh. Dạ. 99 bông hồng. Trời ơi, tượng trưng cho cái sự vĩnh cửu. 99 bó hồng. Bình chặt. Tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Con cảm ơn cô ạ. Mở thử cái món quà đó, đưa chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Con xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái ví. Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon lắm. Là cái người mà vun vén tất cả. Và trong sống. Còn đây thân nịch này thì tự như là nó suy tự dây thắt, nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em.
Em có nhưng mà cái dây lịch đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn. Bạn đưa cho bạn. Có một cái gì mà muốn đứa em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi, cô thâm thúy quá à. Dây nịch này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Hay là mình cứ bên trong hết yêu nhau đi anh. Hay cho anh xem anh muốn gì. Em rung quá. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình em cũng đem tặng anh một cây xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của tụi mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều và ý hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn, em thích nhạc bero nên hát vũ đạo nào cũng okay. Tao mới hát rồi đó mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu? Đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Đã hết. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh như thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Ấn tượng rất là tốt. Còn anh thấy em sao? Cái điều anh cần nhất, anh đã nhìn thấy trong em. Dạ, anh cần nhất là điều gì vậy anh? Anh chỉ cần cái sự, anh cảm nhận được cái sự phúc hậu. Dạ. Anh cần một người phụ nữ, một gia đình, dạ, một người vợ và những tiếng trẻ thơ trong gia đình. Đó là ước nguyện của anh, của ba mẹ và mọi người thân trong gia đình anh. Dạ. Thì điều đó anh nhìn thấy một sự phúc hậu là đủ quá đủ rồi. Dạ, em cũng hơi dữ nên là hay ăn hiếp bạn nam lắm á. Điều đó thì rất là tốt, không có sao. Vì nhà anh thì ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Dạ. Mà anh cần một người phụ nữ bên cạnh, nó điểm tựa cho anh để làm những công việc lớn hơn ngoài xã hội. Dạ. Thì đứa là không sao, rất tốt. Dạ. Không có quan trọng điều đó. Giờ ăn hiếp được nữa, về ăn hiếp hoài là mệt lắm. Rồi hẹn hò sao đó? Đúng rồi, em thì ở Định Quán, Đồng Nai. Anh thì ở đâu Đồng Nai vậy anh? Anh ở Long Thành, Đồng Nai. Xuống em cũng không có gần lắm. Anh có ngại xa không? Anh không ngại xa, không ngại khó, không ngại khổ. Anh được. Có thể, thời gian anh rất là ok. Dạ. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, thì là anh không ngại xa, anh cần lý do thì em cũng hy vọng em sẽ là cái lý do cho anh. Vậy sau này nếu mà mình kết hôn với nhau á thì mình sẽ ở đâu và có phải ở chung với gia đình không? Về việc làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em không có được giỏi trong việc nội trợ gia đình, bởi vì phụ nữ hiện đại bây giờ đi làm suốt à, với em lại sống với mẹ nữa nên thường mẹ làm cho em rất là nhiều, em ít phải làm việc nhà lắm. Cái điều đó không quan trọng, anh có nhà riêng rồi, có đất riêng. Dạ. Và cũng có một số cơ sở riêng, nhưng mà anh muốn là cũng có thời gian để anh cũng qua lại, rồi em cũng có thời gian là phải ở mẹ, vì sau này mình cũng là người mẹ, theo người mẹ cũng để thấu hiểu được cái phần nào, thì ở chung với ở riêng không quan trọng. Dạ, như em nghe anh nói thì là ba mẹ anh cũng lớn tuổi. Rồi. Nên là em cũng mong muốn là mình được ở chung để có thể tiện chăm sóc ba mẹ của rồi, anh okay, là tốt hơn chứ. Rồi, okay. Dạ. Nghe câu này á, rất là bà coi như hạnh phúc luôn. Rất là hạnh phúc khi được em nói những cái lời này. Tại cái mặt nó phúc hậu mà. Có người phúc hậu là người ta nói là xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim hết. Nếu như mà chúng ta hợp lý thì khoảng bao lâu mình sẽ đến hôn nhân? Thì qua cảm nhận đầu tiên thì em muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Còn em gái? Em thì cũng không có vội lắm. Nếu muốn tìm hiểu cho mình hiểu được nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đã hợp nhau rồi á thì khoảng thời gian nào đến hợp lý là đều được hết. Càng sớm càng tốt. Dạ. 26 rồi đúng không? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Nếu như các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, trái tim mình rung động, mình đừng ngờ ngại, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi nghe cạch cạch hai cái rồi đó. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Bây giờ có mẹ bạn gái đây xin phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa gì đó. Con chào mẹ, chào tất cả gia đình. Nếu có cơ hội mà tình yêu phát triển, con hứa sẽ là chăm sóc cho em cả cuộc đời. Con sẽ không buông tay. Từ lúc có thay đổi như thế nào, mẹ yên tâm, mọi người yên tâm. Hay lắm. Bạn gái, nói với cô với chị thì câu gì đi. Chào các cô, chào các anh. Dạ, thì hôm nay qua chương trình này cũng là một cái duyên để
để con gặp được anh. Thì hy vọng là sau này mình sẽ có duyên nhiều hơn để có thể được làm dâu và làm vợ của anh ở nhà. Nghe sao nó ngọt quá nha. Thật sự nghe nó mát ruột, mát gan vậy đó. Bây giờ thôi bạn xin phép mẹ cho hôn, nụ hôn đầu tiên đi nào. Con xin phép mẹ, xin phép mọi người con được hôn lên bạn gái, bạn. Anh còn nhớ tên em không? Vi. Dạ. Dễ thương, bản lĩnh lắm trai. Được, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitarari do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Vitarari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitarari trị giá 32 triệu đồng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị Linh. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người. Con chào mẹ. Chào cô.